Xin chào tất cả mọi người nha. Nay là chủ nhật à, cuối tuần thì cũng xin chúc tất cả mọi người một ngày chủ nhật thật an bình nha. Và hôm nay cũng là ngày 18 tháng 12 rồi, còn có 3 ngày nữa thì mình lên chợ hoa mình bán. Tuy nhiên là trong vườn mình thì sỉ cũng ít lắm, sỉ cũng vài chậu cúc rồi vài 100-200 chậu vạn thọ thôi. Nói chung là mình đi bán lên chợ hoa là chính. Thì mình cho mọi người xem qua thì cái hoa vạn thọ mình bữa nay nó đã bỡ kiến rồi. Thì chuẩn bị bỡ kiến thì mình xử lý như thế nào, là cái thời điểm là cây nó cũng rất là quan trọng nha. Thì mình sẽ xịt nó, bổ sung nó là canxi vô để cho cây nó cứng cáp, cái cổ hoa nó khỏi gãy. Nó cũng thực vật nhưng mà nó cũng có sức sống, cũng giống như mình, chẳng qua là không có nói được thôi. Còn mình thì cũng cần canxi được khỏi loãng xương thì nó cũng vậy thôi. Tuy nhiên là mình sẽ bổ sung cho nó, tại vì trong cái vườn mình cũng có những cái nụ mà nó mốt méo á, nó cong, nó dở gãy, rồi cái đó là nó thiếu canxi cho mình cần bổ sung. Là mình cũng đã bổ sung nó rồi. Thì ngày hôm nay mình ra quay video cho mọi người xem. Thì hôm nay là ngày, còn 2 ngày nữa là mình đi chợ hoa, tức là 3 ngày nữa chứ, 21 lên chợ hoa rồi. Đây là chậu một cây của mình đi 2 cây, cho nên là phân, cường độ cái phân của mình á, là mình đi là 3 ngày một lần. Mấy hôm thì mình tưới 30-10-10 cho 400 lít nước. Và bữa nay mình đã chuyển dòng sang, bắt đầu từ thời điểm này thì mình đã chuyển sang một lần rồi. Bữa nay là lần thứ hai là mình chuyển sang là 20-15. 20-15 thì mình đi, mình cho nó thêm một nửa ký humic nữa đi, với 1 ký 20-15 cho 600 lít nước để cho nó loãng. Là khi mình tưới phân á, thì riêng mình thôi nha, mình làm như thế nào thì mình chia sẻ như thế đó thôi nha. Riêng mình tưới phân là mình đa phần là tưới buổi chiều chứ không bao giờ mình tưới buổi sáng. Buổi sáng nó nguy hiểm lắm, nhiều lúc là nắng nóng lên rồi mình tưới sương lại nó không kịp á, là nó sẽ dở cháy lá. Thì thường mình tưới 3-4 giờ chiều, cái sáng mình tưới nước bình thường, chiều là mình tưới sương, tức là mình quơ trên lá đó, tưới sương đó, là gọi là xả luôn đi. Tưới xả qua một tí xíu cho ướt lá, rồi mình khi mà cái mô lá nó đã hít nước vô rồi thì nó không có, cho dù dính phân nó cũng không có hít vô được. Thì mình rửa lại một lần nữa, tức là mình cũng xả nhưng không phải là xả vô trong gốc, mình rửa sơ trên lá. Cái đó là mình làm sao là mình chia sẻ như vậy là để cho nó khỏi làm phân, làm thuốc là nó khỏi cháy lá thôi nha. Chứ thời điểm nào mà nó cháy lá thì là hỏng hết cái cây vạn thọ của mình hết. Thì cái đó là phân mình đi. Thì thường thường là không biết mọi người nhà vườn sao, chứ còn riêng mình, hoa mình trước khi ra khỏi vườn là mình sẽ tạm biệt, chia tay cho nó một cử phân. Tức là bây giờ là ngày 18 rồi, thì ngày nay mình xịt, rồi ngày mai mình cho phân nữa, là ngày mốt là mình lên chợ hoa, là cây nó đủ lực và hoa nó sẽ sáng lên. Thì là phân mình đi như hồi nãy mình nói là 20-15. Thì bây giờ kế tiếp là mình sẽ xịt sâu nó cộng với là amino vi lượng để cho nó sáng hoa. Và đồng thời trong cái vườn mình nó rất nhiều kích cỡ. Chẳng hạn như mấy cái chèo bên đây thì mình không có lẫy. Thường thường là họ lẫy là họ chừa một cành một hoa là nó sẽ lớn hơn. Còn mình này á là một cành nó tứ là thậm chí là 3 hoa, 4 hoa cộng thêm cái nụ nữa. Nhưng mà mình sẽ không lẫy. Đó là nó tùy thuộc theo địa phương nha. Là cái địa phương mình á là cần hoa nhiều và cái nụ bấp, cho nên họ ưng ý hơn là mình lẫy chừa một bông và chơi vừa tầm chứ không có nở quá. Nói chung là mình điều tiết cái vườn mình, cái địa phương mình như thế nào, thị trường mình như thế nào, hoặc là mình gặp sĩ nó yêu cầu như thế nào thì mình sẽ làm như thế đó thôi. Còn riêng mình đây thì mình cứ làm theo cái nhu cầu ở địa phương mình. Như cái nụ này nó bị thiếu canxi đó, cho nên nó mốt méo này, và mình bổ sung rồi. Thì những cái này thì mình ngắt đi, còn khi nó nở hoa thì nó cũng không được đẹp đâu. Mình đi dưỡng ở trên thì mình sẽ đỡ lên trên màn hình cho mọi người xem, là mình đi dưỡng là cộng thêm amino 5 ngày mình đi một lần, và mình kích cho nó thêm một lần nữa. Tại vì trong vườn mình dài là cũng vừa tầm, nhưng mà có một số là nụ nhỏ cho nên mình kích hết luôn. Chứ còn tầm 7 ngày nữa là mình bung 100% là cũng ok rồi. Nói chung là tùy thuộc theo cái địa phương mình mà nhu cầu của mình nha. Còn vấn đề mà sớm á, thì theo mình làm kinh nghiệm mấy năm qua
ở này thì mình sẽ ít tưới nước lại, và mình sẽ quơ trên lá, tức là mình xả sơ trên lá không cho ướt đẫm xuống dưới, và đồng thời mình kích ở trên luôn. Rồi phân mình vẫn đi bình thường ở dưới là nó bung ra là kịp. Còn nếu trường hợp mà ví dụ như mà cảm thấy là nó xốm thì mình có thể là hai ngàn chậu thì mình có thể dùng 1 đến 2 ký phân dơi cũng được, hoặc là mình phải giữ cường độ nước, không thể để cay mặt nước, và tưới sáng chiều xả trong gốc chứ không có tưới lên trên mặt hoa. Đó là cái cách của mình xử lý như vậy, mọi người xem tham khảo nha. Cái đây là mình đưa ý kiến của mình lên làm thế nào, mình chia sẻ cho mọi người tham khảo thôi. Chào tạm biệt tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Cho mình một like để có động lực. Hẹn mọi người những video tiếp theo.